Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chữa cái bệnh ngốn RAM của Cốc Cốc và Chrome. Nói chung là những cái mà dùng lõi Chrome nói chung ấy thì chúng ta đều có thể chữa được bằng cái này. Và tất nhiên là cái việc ngốn RAM thì từ xưa đến giờ các bạn đều biết rồi. Tức là mỗi khi chúng ta mở nhiều tab ra để sử dụng thì máy chúng ta sẽ tăng RAM một cách đột biến luôn. Đây mình sẽ mở để mọi người nhìn nhá. Khi mình mới mở ứng dụng Cốc Cốc của mình lên thì RAM là bao nhiêu? Đây, hiện tại RAM của mình chỉ có 251MB mà thôi. Thậm chí 250. Nhưng mà mình bắt đầu mở các tab nhé. Mình mở FPT này, Thế Giới Di Động này. Đấy. Đấy, Siêu Thủ Thuật này. Đấy. Mình sẽ làm một loạt các web lên để mọi người nhìn nhé. Tiếp tục mình sẽ đến Genka đi. Đúng rồi đấy, mình không biết đặt tên có đúng không. Cứ gõ vào đây. Nào, YouTube luôn đi. Đấy, mình cứ mở một đống tab lên. Và các bạn nhìn thấy hiện tại thì mình đang hoàn toàn là truy cập rất là nhanh chóng vào các tab này. Và thật bất ngờ lúc này Cốc Cốc của mình đã vụt bộ nhớ lên đến mức là 780MB. Thật tuyệt vời không các bạn? Chỉ có một chút thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái tab của mình mà đã lên tận gần 1GB bộ nhớ RAM rồi. Nếu như máy bạn nào mà lúc này bộ nhớ chỉ có khoảng 2GB RAM thì chắc chắn là đây sẽ là gánh nặng rất lớn với máy bạn. Máy mình gọi 4GB thôi nhưng mình cũng thấy rằng là bây giờ nó đã bắt đầu cổ điển dần trong thời gian sử dụng của mình rồi. Có lẽ là mình sẽ phải thế này, nâng cấp máy lên tầm 16GB có lẽ mới đủ được. Mình không biết vì sao nhưng bây giờ càng ngày mình càng thấy cần nhiều RAM hơn. Nhưng mà vẫn có cách để giải quyết, đó chính là chúng ta sẽ cho ngủ bớt những cái tab này đi. Tab nào không dùng mình sẽ cho nó ngủ đi. Và như thế thì mình sẽ không lo là nó ăn RAM của mình. Ở đây mình có ưu tiên sử dụng ứng dụng, đó chính là The Grid Suspender. Các bạn chỉ cần tải Suspender này về thì các bạn sẽ có thể làm ngủ những cái tab này đi mà không phải lo nó ngốn RAM của mình nữa. Để tải được nhá, đầu tiên các bạn truy cập vào Cốc Cốc này. Sau đó các bạn tìm đến phần cài đặt. Ở đây các bạn chọn tiện ích, kể cả là Chrome cũng thế nhá. Các bạn vào cài đặt này, xong rồi sẽ chọn phần tiện ích mở rộng đây này. Các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn thấy một cái tải thêm tiện ích ở đây. Đó. Ở tải thêm tiện ích này thì các bạn gõ cho mình là The Grid. Đấy, Suspender. Mình nhiều khi mình cũng hay bị quên những cái này lắm. Rồi. Đây chính ứng dụng của chúng ta. Sau khi bạn tải về xong, ứng dụng sẽ cài đặt ngay lập tức vào trong trình duyệt của bạn và tích hợp vào trong đó luôn. Còn để sử dụng nó thì bây giờ cũng vô cùng đơn giản thôi. Bạn chọn tab bạn muốn ngủ, bạn nhấn vào. Sau đó bạn sẽ chọn cho mình đó chính là Suspend This Tab. Đó, như vậy là tab này sẽ bị ngủ đi. Ngoài ra thì ứng dụng này còn có khả năng tự động cho tab ngủ nữa. Nhưng mà cái tự động này thì phải đến một cái lúc ở đấy nó mới tự động cho ngủ được. Ở đây mình sẽ có thể thiết lập ở trong cài đặt này. Hệ thống sẽ tự động cho tab ngủ sau 1 tiếng. Có nghĩa là khi mà sau 1 tiếng đồng hồ bạn không động gì đến cái tab này cả, tab sẽ bị ngủ đi. Còn nếu như mà trong 1 tiếng đó bạn vẫn làm việc thì nó sẽ không bị ngủ. Nhưng mà mình nghĩ cái thời gian 1 tiếng này chúng ta nên thay đổi nó về cái mức thấp thôi. Ví dụ như là khoảng tầm 1 phút thôi chẳng hạn. Đấy. Tại vì sao mình nói là chỉ để 1 phút? Tại vì khi bạn để 1 phút như vậy thì cứ 1 phút không dùng là tắt luôn. Rõ ràng rằng có những cái website chúng ta đây đã dùng phải lốt liên tục thế này đúng không mọi người? Đó. Chứ không ai là đã dùng mà lại còn phải chờ chán chờ chê gần 1 tiếng đồng hồ sau mới quay lại cái tab đấy. Nhưng mà có thể là mọi người đợi khoảng tầm để 5 phút cũng được. Vì đôi khi chúng ta viết văn bản này hay chúng ta muốn đọc báo rồi là lấy thông tin trang này trang kia thì rơi vào tầm 5 phút mình nghĩ là cũng hợp lý. Để đánh thức tab lên thì các bạn chỉ cần ở đây thôi, click to reload là đánh thức tab này lên được. Bây giờ mình sẽ thử cho ngủ 3 tab đi và để xem là sau khi ngủ 3 tab đó thì cái RAM của mình có giảm xuống không nhá. Chúng ta cùng nhìn lại RAM của mình nào. Hiện tại đang ổn định ở mức 640, 642, 43 đây nhá. Mình sẽ cho ngủ tab FPT, Thế Giới Di Động và Genka. 3 tab này đi ngủ đi. Đấy, để Siêu Thủ Thuật ở lại thôi. Nào, 1 tab Thế Giới Di Động đúng không? Ngủ luôn. Rồi, tiếp tục Genka. Genka hay sao mình không biết đọc được đúng đâu. Vậy là 3 tab của mình đã ngủ nhá. Mình chỉ có Siêu Thủ Thuật này và YouTube. Ok. Như các bạn thấy thì bộ nhớ của mình đã tụt từ hơn 600 về chỉ còn 500 thôi. Rất là nhỏ bé. Hiện tại mình cũng chưa biết là hai trang này thì trang nào đang ngốn RAM của mình, nhưng mình có đoán rằng có thể là YouTube đang ngốn và mình cho YouTube ngủ luôn đi. Để xem là tụt về bao nhiêu nhá. Ngủ.
Ok, nó tụt về thành 509 MB. Như vậy là từ từ đã, lại tụt tiếp mọi người ạ. Nó tụt một phát còn 382 MB thôi. YouTube cực kỳ tốn ở cái đoạn này. Bây giờ mình mới phát hiện ra điều đó. Rồi, như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cách để chữa cái bệnh ngốn RAM của Chrome và Cốc Cốc. Nếu các bạn thấy video này của mình hay với thì đừng quên like và sub cho kênh của Siêu Thủ Thuật nhá. Và đừng quên là Siêu Thủ Thuật hiện tại đã có fanpage cũng như là group, mọi người join vào để cùng nhau thảo luận với nhau những cái gì mọi người mong muốn hay là những cái gì mọi người đang thắc mắc, cứ join vào đấy và thảo luận nhá. Bọn mình sẽ trả lời các bạn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn những video lần sau.